Em chào tất cả các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Đây là quả hồi tươi, quả này thì em chuẩn bị để gửi cho các bác đây. Quả này thì các bác đặt hàng thì em mới về đồ em hái thôi. Đây em đang bán là 70.000 một cân quả này. Cái này các bác phơi khô. Các bác phơi khô dùng để làm gia vị này, làm thuốc này, hoặc là các bác có thể nấu lấy tinh dầu hồi rất là thơm. Quả này thì chỗ em trồng khá là nhiều các bạn, nó ưa khí hậu mát mẻ ấy. Đến lúc mà nó có quả ấy, càng trồng ở trên đồi cao ấy, nhiều nắng nhiều gió thì nó lại càng sai các bạn. Với cả cây này, cây hồi thì rất là cao, có cây cao tầm khoảng 90 mét cơ, rất là cao. Cho nên là các bác yên tâm là không phân thuốc nào nó lên nổi đâu. Thơm cực kỳ luôn ấy. Đấy là quả hồi ạ, quả hồi thì lúc nào cũng không có. Bây giờ đang là mùa hồi rồi, mùa hái hồi rồi. Hồi bây giờ cũng đã già rồi các bạn. Mùa hồi là già, mùa này là già rồi. Thì hái rất là giòn luôn. Hái các bác lấy về làm cảnh, làm các bác lấy về làm thuốc hoặc làm gia vị thì các bác liên hệ ủng hộ em. Còn về hoa lan thì em đang có một thân, em còn có một thân vị hoàng với một thân xanh Huế. Đây thân vị hoàng ạ, thân vị hoàng một mẹ một con. Bản lá là 4 sen. Mầm này thì bị chèn ạ. Chậu chật quá nó bị chèn nên là không biết là mầm con hay là hoa, nhưng mà em nghĩ là hoa tại vì có con ăn thì thế này chỉ có mầm hoa thôi. Mầm hoa thì các con nó mới ăn, còn mầm cây thì ít khi nó ăn lắm. Đấy, thân vị này 100.000. Thân xanh Huế 200.000 ạ. Thân xanh Huế gồm có một mẹ một con như thế này, 200.000. Thân này thì bản lá cũng 4 sen các bạn. Đấy các bác mua cả đôi về sưu tầm thì rất là đẹp luôn. Về mặt hoa của xanh Huế với vị hoàng thì các bác yên tâm, vườn em nở rất là nhiều rồi. Với cả xanh Huế thì em cũng trồng được tầm cách đây cũng tầm 4 năm rồi, còn vị thì tầm hơn 3 năm. Đấy, đây đều là những cái hàng đã ra hoa và đã được tách giống rồi ạ. Riêng em thì em lại em thích vị hoàng hơn, tại vì em thích những cái thứ nó màu mè với cả nó nhiều màu ấy thì em lại thích hơn. Còn xanh Huế thì cũng thích nhưng mà không thích bằng vị hoàng. Còn đây là bí thơm các bạn, bí thơm Ba Bể, bí thơm Bắc Cạn đây. Bí thơm Bắc Cạn này thì em đang bán là 16.000 một cân. Cái này thì về các bác có thể là để hạt để sang năm gieo xem. Tại vì em không biết là chỗ các bác thì những cái vùng khác thì có trồng được không, nhưng mà ở chỗ em thì khí hậu mát mẻ quanh năm ấy nên là trồng cái này rất là hợp. Nên là quả này thì cũng đã già rồi, về các bác không cần để vào trong tủ lạnh thôi, để ngoài bảo quản cũng được ạ. Thì các bác bù ra các bác để hạt thử sang năm thử gieo xem. Vụ gieo của nó sẽ là vào cuối mùa đông thì mình sẽ bắt đầu gieo hạt rồi. Thì sang xuân mình sẽ trồng. Thì tầm khoảng 5 tháng là nó sẽ có quả như thế này để bác thử trồng thử xem. Bác cũng có thể để hạt để trồng thử ạ. Cái này thì mình nấu canh này hoặc là làm nộm này rồi luộc ăn đều rất là tốt. Dẻo thơm mát, hoặc là làm trà bí đao các bạn. Cái này các bác thái rửa sạch thái ra phơi khô làm trà bí đao thì tuyệt vời luôn. Hôm trước thì em thấy có bác bình luận bài của em là sao người ta bán có 13.000 mà mày lại bán 16.000. Đó. Nhưng mà thực ra là thế này các bạn, 16.000 là em bao ship ạ. 16.000 thì em bên em vẫn bao ship đơn hàng từ 200.000. 16.000 là các bác lấy đủ đơn thì bên em đã bao ship rồi. Còn các bác mà lấy giá 13.000 là chưa có ship đâu các bạn nhá. Nếu mà 13.000 là chưa có ship đâu. Nếu như mà cộng cả ship vào thì chắc chắn sẽ là hơn 16.000 là cái chắc các bạn. Không bao giờ có chỗ nào mà có thể gửi tiền 3.000 một cân đâu. Tiền cước nếu mà các bác lấy từ 8-10 cân thì tiền cước nó sẽ rơi vào khoảng 6.000 một cân. Còn nếu các bác lấy dưới 5 cân nhá, tiền cước nó sẽ rơi vào tầm khoảng 9 đến 10.000 một cân. Đấy, cho nên là giá cả thì nói chung là tùy từng người thôi, tùy từng các bác ạ. Tùy từng người bán các bạn. Thì ví dụ như là có thể là họ lấy người ta lấy nhiều thì số lượng nhiều thì giá cả nó sẽ phải chăng hơn, hoặc là bác nhập ít hàng thì giá cả nó sẽ cao hơn chẳng hạn, thì tất nhiên là bán ra sẽ cao hơn. Rêu sâu ạ, rêu sâu loại 1 thì em đang bán là 40.000 một cân các bạn. Rêu sâu loại 1. Rêu này giữ ẩm thì cực kỳ là tốt luôn ấy. Cây vừa mới tách trồng ấy thì các bác phủ lên bề mặt một các bác phủ lên giải mặt ấy, giải mặt giữ ẩm bề mặt rất là tốt, nó giúp cây phục hồi nhanh hơn và ra rễ mới nhanh hơn. Còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Đây từ phân bón lá đến phân bón gốc này. Mùa này đang mưa nhiều thì chống thối nhà em có Ngọc Linh. Ngọc Linh chống thối 95.000 các bạn, lọ 250ml.
Các bạn bảo Ngọc Linh đắt nhưng mà thực ra là nó không đắt đâu các bạn. Ngọc Linh so với những dòng khác thì nó giá cả nó vẫn giá cả nó cũng phải chăng thôi. Lọ này là 250ml các bạn. Đấy, rất là nhiều. Thì là 95.000. Đây là một sản phẩm chống thối rất là an toàn cho người, cho những cái sinh vật xung quanh. Đấy, cho nên các bác chọn một sản phẩm an toàn các bác nên chọn Ngọc Linh. Cái này thì năm ngoái thì em trồng cái năm ngoái em lan kiếm chậu 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 xanh Huế của em bị thối, em có xử lý thối bằng Ngọc Linh thì thấy rất là hiệu quả luôn, nó dừng thối luôn rất là nhanh, để khô nhanh vết thối trong vòng 24 giờ. Cái này sản phẩm này em nghĩ là các bác nên lựa chọn sản phẩm này. Ngoài ra thì em còn có kim kim bun là 25.000 gói 45 gram. Ridomin là 55.000. 55.000 gói này là bao nhiêu nhỉ? 55.000 gói này là 100 gram các bạn. Ăn trăng côn là 47.000. 47.000 gói 100 gram. Cái này thì nó tác dụng tốt đối với những bệnh thán thư này, rồi tác dụng tốt với những bệnh thán thư hay là bệnh nhiều bệnh các bạn. Em gieo xử lý giá thể nhé, có em gieo thì gói này là 27.200 gram. Một gói này sẽ xử lý được tầm khoảng 1 tấn. Ngoài ra thì em có chitoderma đó là nấm đối kháng. Cái này thì em một gói này là 1 cân là 40.000, nó sẽ xử lý được tầm 2 đến 3 tấn. Superthai lọ này hàng nguyên đai 120.000 các bạn. Còn diệt chuột siêu tốc cái này là 50.000. Fendona 10 SC gói 5ml này sẽ pha được 1 lít nước, gói này là 12.000. Loại này thì đắt hơn so với cái Fendona 20 SC này. Lọ này có 40.000 thôi, 100ml. Phân hữu cơ nhà em có Ben 1, hộp 1 cân là 55.000, Ben bao ngoài ra em có Ben bao 10 cân. Ben bao 10 cân thì là 470.000 các bạn. Hoặc là các bác cũng có thể lấy nửa bao cũng được. Mình dùng nhiều mình nên mua Ben bao. Ben hộp Ben 3 là phân rơi, hộp 5 lạng là 40.000. Trùn quế nhà em có trùn quế Vmit ạ. Vmit thì túi Vmit này là 45.000 một cân này. Ngoài ra thì có Vmit Pro là 50.000. Vmit Pro thì hạt nó sẽ to hơn Vmit này. Bao bách BB thì ở cái này là bao nhiêu nhỉ? 35.000 ạ. 35.000 một cân. Lâu lâu cũng hơi bị lú đi các bạn, toàn quên. Cái phân bón Zinan này, Zinan cho cây trưởng thành. Cho cây trưởng thành thì có lọ bé 150g này 25.000 này. Có lọ to ạ, lọ to này là 170.000, 1,25 cân. Ngoài ra thì em có phân trì Nhật chỉ số 14, 13, 13. Cái này là 120.000 một cân. Phân xanh Mỹ là chỉ số 16, 6, 12. Cái này là 150 một cân. Vàng Mỹ 14 đều 150 một cân. Và trắng Nhật là 16, 40, 6, cộng 15. Cái này là một cái này là 220.000 một cân các bạn. Đây còn những cái phân thuốc khác thì nhà em vẫn có các bác nhé. Đây đầy đủ luôn, các bác cần loại nào các bác cứ liên hệ em sẽ báo giá cụ thể hơn. Từ phân bón lá, bón gốc này, rồi đạm cá chai này là 50.000 ạ, 250ml các bạn. Atonic là 80.000. Siêu lăn đỏ 25.000, Mỹ Tiến là 27.000. Keo này là 47.000. Siêu mộc ki 50, dưỡng chất AB 70. Chế phẩm Hùng Nguyễn 25, lấy cả 10 lọ là 220. Biodot là 70.000 lọ chiết 100ml. N3M là 25.000 ạ. Super canxi kali magie, cái này là 25.000 một lọ. Còn chậu thì em vẫn có đầy đủ nhé. Chậu bí phi 20, 25, 30 giá 10.000, 12.000, 16.000. Chậu sen phi 20, 25, 30 giá là 10.000, 13.000 và 21.000. Còn túi lót thì nhà em có loại to, loại bé 10.000 một lạng. Loại to sẽ được 10 cái, loại bé 14 cái. Chậu lan thẳng nhà em có phi 20, 25, 28, 30, 35. Giá của nó là 10.000, 6.000, 7.000 rưỡi, 11.000 và 3 và 17.000. Chậu đen có phi 16. Chậu phi 16 thì em đang bán là 3.000, chậu phi 18 là 3.000 rưỡi các bạn. Chậu phi 25 10.000, chậu phi 28 là 13.000. Mỗi chậu E có E280 và E300.
E280 và E300 đấy ạ. E2 đây là chậu đây là chậu E280 đây, còn đây là chậu E300 này. Hai chậu trồng địa lan này thì em đang bán là 7.000 và 9.000. Rồi em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những cái loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Lưới Nhật, lưới đài thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé.